Này em, đã có ai gọi cho em quá 20 cuộc khi không thấy em trả lời tin nhắn và lo lắng cho em hay chưa? Đã có ai đón đưa em mỗi khi trời mưa gió, sợ em lạnh, sợ em ốm hay chưa? Đã có ai thức cùng em thâu đêm chỉ vì em nói em không ngủ được hay?